Thưa quý vị, để học sinh trực tiếp hóa thân thành các nhân vật trong các tác phẩm văn học hay thể hiện các bài ca, múa mang nét đặc trưng của các vùng miền nhằm bổ sung thêm vốn kiến thức và khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc là cách thức được trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu đẩy mạnh thực hiện những năm gần đây, nhất là từ khi triển khai chương trình Giáo dục Phổ thông mới 2018. Cách thức này cũng góp phần phát huy sự sáng tạo trong việc học bộ môn ngữ văn theo tinh thần học mà chơi, chơi mà học. Mời quý vị cùng tìm hiểu điều này qua chia sẻ sau đây. Buổi ngoại khóa này do các em học sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu dày công chuẩn bị nhằm tái hiện những nét đặc sắc của văn hóa Tây Nguyên qua những lời ca điệu múa quen thuộc như những cánh chim Tây Nguyên, suối reo trên ngàn, giấc mơ Cha Pi, thị trấn Sương Mù. Còn tiết mục sân khấu hóa trích đoạn tác phẩm văn học Sử thi Đam Sang đã giúp tác phẩm văn học này trở nên gần gũi hơn với học sinh. Và phần trình diễn trang phục rực rỡ đầy sắc màu này đã thể hiện được nét đẹp trong đời sống lễ hội của dân tộc Ede, cũng là nội dung hấp dẫn mà buổi ngoại khóa đã mang lại cho học sinh toàn trường. Em rất cảm ơn ban giám hiệu nhà trường cũng như là các cô trong tổ ngữ văn đã xây dựng cho chúng em một chương trình ngoại khóa với chủ đề sắc màu văn hóa Tây Nguyên trong văn học và nghệ thuật. Em thấy là những cái tác phẩm văn học đó được đưa lên trên sân khấu một cách vô cùng là sáng tạo và có thể gây sự hào hứng, hứng thú cho học sinh hơn so với chỉ học ở trên lớp và không được có những hoạt động trải nghiệm như thế này. Các em đã tập luyện rất là say mê để hôm nay chúng tôi chọn được những tiết mục biểu diễn sôi nổi và mang màu sắc Tây Nguyên như vậy. Tùy theo chủ đề bài học, môn học của mỗi khối lớp mà trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp. Tại các hoạt động này, học sinh được làm chủ toàn bộ chương trình, giáo viên chỉ định hướng tư vấn nội dung trước khi chương trình được tổ chức trước toàn trường. Đây là một trong những hoạt động giáo dục ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp học sinh hình thành các kỹ năng cần thiết, phát huy được năng khiếu sở trường của bản thân. Qua hoạt động này còn giúp mỗi học sinh hiểu hơn về văn hóa của dân tộc mình, từ đó thêm yêu quý, thêm trân trọng, mà có ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc, tốt đẹp của cha ông.